Alo, chào cả nhà. Hôm nay là thứ 6, ngày 16. 16 tháng 6 năm 2023. Lúc này chúng đang 8 giờ rưỡi sáng đây. Đang ở khu hồ bơi Sài Gòn Pearl. Khu căn hộ mình ở đây nè mọi người. Chung cư là cỡ 7-8 tỷ, cỡ 400 ngàn đô. Chung cư Sài Gòn Pearl. Ở đây là các bác tài hay ra đây nghỉ mát lắm. Thì cái phí quản lý một tháng khoảng độ 1.260.000 đô, tắt máy rồi cho cái tiện ích điện nước rồi công cộng, nói chung là cũng rất là tốt. Bên này là Vinpearl, còn bên kia là Vinhome, Sài Gòn Pearl. Bên này là nhà hàng ăn nè. Khu này là khu tắm, sinh hoạt, vệ sinh. Kia có du thuyền kìa. Đó, nhà giàu ta giờ có du thuyền hết. Đó, xa xa bên đó. Mát mẻ lắm. Chỗ này bây giờ gọi là đất vàng đấy. Gió mát ghê không? Thôi bơi đi thôi. Thôi bơi đi. Bơi được rồi, lặn xuống. Chào mọi người nhé, chúc mọi người ngày thứ 6 vui vẻ, happy Friday.